Tôi sẽ tiến hành thí nghiệm đốt phốt pho ở ngoài không khí và trong bình đựng khí oxy. Chúng ta chú ý màu ngọn lửa của phốt pho ở ngoài không khí với ở trong bình đựng khí oxy. Quan sát sản phẩm thu được. Bây giờ cô sẽ cho nước vào trong sản phẩm sau khi đốt cháy phốt pho trong bình đựng khí oxy. Sau đó cô lại đậy nắp lại. Chúng ta sẽ lắc nhẹ. Sau khi chất rắn màu trắng tan hoàn toàn trong nước, bây giờ cô sẽ thả màu quý tím vào trong bình tam giác, các em quan sát hiện tượng. Từ kết quả thí nghiệm, các em hãy nêu hiện tượng và rút ra kết luận.